trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Chín nước NATO lên tiếng tăng cường ngay lập tức phòng không ở sườn phía đông. Ukraine xa bẫy, Nga tăng cường oanh tạc và cô lập bốc rốt. Tư lệnh Ukraine nhận cảnh báo lạnh người, ông Zelensky có kế hoạch mới ngày càng nhiều người Ukraine muốn đàm phán với Nga. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo tờ Pravda, tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng của nhóm Bucharest này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia, Andris Sprott đã thúc giục các đồng minh tìm ra giải pháp tập thể ngay lập tức để tăng cường bảo vệ không phận NATO trong tuyên bố chung, các bộ trưởng của nhóm Bucharest này B9, gồm 9 quốc gia thành viên NATO ở khu vực Sườn Đông cho biết, các nước B9 rất quan ngại về nhiều chuyến bay của máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào không phận của NATO và liên minh quân sự này cần có phản ứng quyết đoán. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Romania, Ba Lan và Latvia cũng đã viết một bức thư chung gửi tới các đồng minh NATO, nhấn mạnh nhu cầu phải tăng cường ngay lập tức các nỗ lực phòng không ở sườn phía Đông của liên minh quân sự này. Được biết tên lửa và máy bay không người lái UAV Nga, được cho là đã bay vào lãnh thổ các nước thành viên NATO hàng chục lần trong quá trình giao tranh với Ukraine. Theo trang tin điều tra độc lập Veska, nhiều lần mảnh vỡ từ tên lửa và UAV của Nga đã rơi xuống các quốc gia nằm gần Ukraine. Trong năm 2022, các mảnh vỡ đã rơi xuống các nước gần Ukraine 7 lần, vào năm 2023 là 16 lần và trong năm nay là 11 lần. Tổng cộng 34 lần mảnh vỡ UAV và tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ của 7 quốc gia nằm gần vùng xung đột Nga-Ukraine. Cũng theo Veska, 10 vụ việc đã xảy ra ở Moldova, một quốc gia không phải là thành viên NATO, còn tại Belarus, quốc gia đồng minh của Nga là 4 lần. Ngoài ra, 20 vụ còn lại xảy ra trên lãnh thổ các nước thành viên NATO, trong đó có 3 vụ ở Bulgaria, 2 vụ ở Ba Lan, 1 vụ ở Latvia và 1 vụ ở Croatia. Số còn lại xảy ra ở Romania, quốc gia NATO có chung đường biên giới dài hơn 640 km với Ukraine và nằm cách các cảng trên sông Danube của Ukraine vài trăm mét. Cuộc xung đột ở Ukraine đã đạt đến điểm có thể dễ dàng căng thẳng thành xung đột toàn diện giữa Nga và NATO. Moscow cũng nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến sự can dự ngày càng sâu sắc hơn của các thành viên NATO và cuộc xung đột đang diễn ra và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Liên minh do Mỹ đứng đầu. Mới đây, bộ máy tuyên truyền của Ukraine đang chia sẻ rộng rãi các video về xe tăng NATO tấn công biên giới Nga. Moscow ngay lập tức đã phản ứng bằng cách cho thấy kết quả của các hoạt động này. Cụ thể, khi lực lượng vũ trang Ukraine đã tung xe tăng Leopard 2 của Đức, xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển và các xe NATO khác vào trận chiến, được hỗ trợ bởi các xe công binh, họ đã đột phá qua các bãi mìn ở tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Các xe bọc thép chở bộ binh đi theo sau trong nỗ lực giành được chỗ đứng trên lãnh thổ Nga. Cảnh quay cho thấy các cuộc tấn công không mang lại kết quả nào. Lực lượng không quân Nga đã chào đón xe tăng NATO và loại bỏ nhóm này quân đội Ukraine chịu tổn thất về nhân lực và trang thiết bị. Một số binh sĩ Ukraine đã trốn thoát khỏi chiến trường. Hãng tin Suspin của Ukraine dẫn nguồn tin tình báo từ Kiev cho hay, những người vận hành UAV từ cơ quan an ninh Ukraine, SBU, Tổng cục tình báo quân đội Ukraine, GUR và lực lượng hoạt động đặc biệt Ukraine, SSO vừa thực hiện cuộc tấn công kho vũ khí của Nga ở Toropets, vùng Tiver, Reuters cho biết, cuộc tấn công đã gây ra vụ nổ được ghi nhận như một trận động đất nhỏ trên các hệ thống giám sát. Giới quan sát cho rằng, mặc dù không nhận trách nhiệm, nhưng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công UAV vào các địa điểm quân sự trên khắp nước Nga. Hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau cuộc tấn công đã tiết lộ mức độ tàn phá đối với cơ sở quân sự này của Nga. Các hình ảnh từ Planet Labs chụp được cho thấy khói bốc dày đặc lên bầu trời. Các hình ảnh vệ tinh của NASA đã ghi lại các dấu hiệu nhiệt trên hầu hết khu vực đặt kho vũ khí của Nga mà Suspin cho biết có chứa tên lửa Iskander, tên lửa đạn đạo Tochka-U và tên lửa phòng không và đạn pháo. Người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine, ông Andriy Kovalenko cho rằng địa điểm này cũng có thể đã lưu trữ các hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, tên lửa phòng không S-300 và S-400. Nga đã nhiều lần sử dụng tên lửa Iskander để tấn công các cơ sở hạ tầng của Ukraine trong khi Tochka-U được sử dụng trong các cuộc tấn công vào nhà ga xe lửa Kramatorsk vào tháng 4 năm 2022. Chúng đều là các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Các nguồn tin của Sutspin cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và các cơ sở quân sự của Nga đang làm suy yếu khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của Moscow và Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, các cuộc tấn công liên tục của Ukraine và các địa điểm hậu cần trong lãnh thổ Nga sẽ tạo ra áp lực hoạt động lớn hơn đối với quân đội Nga ngoài việc phá hủy riêng lẻ các kho đạn dược và cơ sở hậu cần. ISVK cho biết, các cuộc tấn công của HIMARS mà Ukraine thực hiện nhằm vào các kho đạn dược của Nga năm 2022 đã buộc các lực lượng của đối phương phải phân tán các kho đạn và điều này làm suy yếu hoạt động của họ. ISVK cũng nhận định, các cuộc tấn công lớn hơn như cuộc tấn công của Toropets có thể khiến Moscow phải hành động tương tự. Cục diện xung đột nga ukraine trong một tháng qua đang nghiêng về moscow. Lực lượng nga đã đẩy mạnh tấn công trên hướng pokrovsk. Thị trấn pokrovsk đứng trước nguy cơ cao trùng số phận u ám, giống các đô thị khác ở khu vực đông donbass như sievierodnep và bakhmut tức các temos. Mới đây, cây redoka cho biết quân đội nga rfaf phá hủy các cây cầu quanh pokrovsk để chặn đường tiếp vận của đối phương, chuẩn bị tấn công cụm đô thị kiên cố. Ý đồ của họ là cắt rời quân đội Ukraine, AFU, đồn trú trong thành phố, không cho phép tăng viện hoặc rút lui. Pháo binh Nga ngay lập tức đánh sập ba cây cầu đường bộ, bắc qua đường dây ở Pokrovsk, bao gồm cầu vượt đường cao tốc M30 trên khu vực phía tây thành phố. Sau đó, lực lượng Moscow đã tiến hành cuộc tấn công hỏa lực vào nhà ga Udachnaya và các kho chứa đạn dược, nhiên liệu và chất bôi trơn nằm cạnh đó, cũng như các thiết bị quân sự khác. Những cuộc tấn công như vậy và hậu phương của lực lượng Kiev cho thấy Nga đang chuẩn bị tấn công vào khu vực đô thị đông đúc. Liên quan đến tình hình giao tranh ở Kursk, quân đội Nga đang tích cực tiến vào khu vực các khu định cư Vnesyaponie, Byakovo và Obukhoka ở quận Korenevsky và củng cố vị trí của họ. Theo các nguồn tin mở, giao tranh cũng đang diễn ra ở phía đông bắc, Lyubimovka. Quân đội Nga đang tiến về nhiều hướng và bất chấp sự kháng cự ngoan cố của lực lượng Ukraine, những thành công rõ ràng đang được ghi nhận trong quá trình tiến quân của quân đội. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện tại không có ý định giành quyền kiểm soát các khu định cư mới ở Kursk mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc giữ vững các vùng lãnh thổ đã kiểm soát trước đó và củng cố các tuyến phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga, bất chấp tổn thất nặng nề về cả nhân lực và vật lực. Chớp thời cơ Ukraine rơi vào bẫy lửa từ thân ở Kursk, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực theo nhiều hướng, đẩy lùi lực lượng vũ trang đối phương và tiến vào các khu vực mới của mặt trận. Ngay cả các nguồn thông tin của Ukraine gần đây cũng thừa nhận những thành công của lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ nước này. Đặc biệt, theo hướng Toresk, các nhóm tấn công của Nga đã tiến vào phía nam thành phố Toresk. Trong một cuộc tấn công mạnh mẽ, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã có thể kiểm soát một phần của tiểu khu Zabanka. Quân đội Nga cũng đã đạt được những kết quả tích cực theo hướng Charskaya. Ngoài ra, theo hướng Kubinsk, quân đội Nga chỉ còn cách sông Oskol 3 km. Nếu Nga thành công đến được bờ đông phía nam Kubinsk các tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông vùng Kharkov sẽ bị cắt thành hai phần và dễ bị công phá hơn. Theo cuộc điều tra thực hiện mới đây tại Ukraine, ngày càng nhiều người dân nước này mệt mỏi vì xung đột quân sự và họ chấp nhận đàm phán, từ bỏ một phần đất đai để bảo toàn sinh mạng và có được cuộc sống bình yên. Một nhóm giáo sư các trường đại học Mỹ và Anh đã quan sát tâm lý, tình cảm của người Ukraine trong nhiều năm, Hồi tháng 6 và tháng 7 năm 2024, họ hợp tác với Viện Xã hội học quốc tế Kiev KIIS để thực hiện một cuộc thăm dò dư luận qua điện thoại đối với 2.200 người đại diện cho dân chúng đã trưởng thành ở các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát. Cuộc thăm dò này kế tiếp cuộc điều tra xã hội từ tháng 10 năm 2022. Kết quả điều tra lần này cho thấy người dân Ukraine lo lắng về tình trạng mệt mỏi do xung đột kéo dài và có sự gia tăng số người ủng hộ đàm phán với Nga, chấp nhận nhượng đất cho Nga để có được hòa bình. Thái độ của người dân Ukraine đối với việc nhượng lãnh thổ đã bắt đầu thay đổi, dù là ở mức độ nhẹ. Đa phần người dân nước này phản đối việc nhượng đất kể từ năm 2014, nhưng cuộc điều tra toàn diện và thường kỳ của riêng KIIS đã cung cấp bằng chứng về việc có nhiều người Ukraine, khoảng 1 phần 3 số người Ukraine thừa nhận rằng nhượng lãnh thổ là điều cần thiết vào năm 2022, chỉ 11% đồng ý với việc cố gắng đạt một thỏa thuận song phương về ngừng bắn tức thời, có điều kiện và bắt đầu thương lượng. Năm 2024, tỷ lệ tăng lên thành 31%. Việc tiếp tục xung đột vũ trang bị coi là mang lại nhiều rủi ro hơn so với phương án chấp nhận nhượng bộ một phần lãnh thổ, điều có thể giúp bảo toàn mạng sống người dân, bảo đảm chủ quyền của Ukraine và bảo vệ an ninh của Ukraine trong tương lai. Nghiên cứu gần đây của KIES – cho thấy trong kịch bản đàm phán giả định, quan điểm của người dân về tầm quan trọng của bảo tồn toàn vẹn lãnh thổ có thể phụ thuộc vào bất cứ thỏa thuận khả thi nào có khả năng bảo vệ những điều khác mà người dân quan tâm. Trong 2 năm rưỡi qua, xung đột Nga-Ukraine tàn khốc đã ảnh hưởng cuộc sống thường nhật của đông đảo người dân Ukraine. Nhiều người trong số họ, 43% tin rằng xung đột này sẽ kéo dài thêm ít nhất là một năm nữa. Cuộc thăm dò này cũng cho thấy người dân Ukraine thừa nhận tình trạng mệt mỏi do xung đột và kết quả này là nhất quán với các báo cáo khác. Theo kết quả điều tra, người Ukraine vẫn lạc quan rộng rãi về việc phương Tây tiếp tục viện trợ cho nước này, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với hồi tháng 10 năm 2022. Hiện nay, 19% tin rằng sự ủng hộ của phương Tây tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ này giảm xuống từ mức 29% vào năm 2022 còn 35% tin rằng sự ủng hộ sẽ giữ nguyên giảm từ mức 41% hồi năm 2022. Tuy nhiên, số người tin rằng viện trợ phương Tây sẽ ngừng đã tăng lên mức 13% so với chỉ 3% vào năm 2022. Nhóm điều tra chia những người được hỏi làm hai nhóm. Với nhóm thứ nhất, họ hỏi quý vị có chấp nhận để Ukraine nhượng một phần lãnh thổ để chấm dứt xung đột hay không? Câu trả lời có được khoảng 24% đối tượng đưa ra. Với nhóm thứ hai, họ hỏi quý vị có chấp nhận để Ukraine nhượng một phần lãnh thổ để cứu mạng sống và chấm dứt xung đột thì có tới 34% đối tượng trả lời có. Như vậy, nhượng lãnh thổ gắn với cứu sinh mạng và điều này gia tăng sự ủng hộ của người dân Ukraine cho giải pháp nhượng đất để đổi lấy hòa bình. Tỷ phú người Mỹ Elon Musk đã vô hiệu hóa từ xa chiếc xe bán tải điện Cybertruck của ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya của Nga. Trước đó, ông Kadyrov đã đăng một đoạn video quay cảnh ông lái chiếc xe quanh thành phố Grozny, đồng thời khẳng định đây là món quà cá nhân từ giám đốc điều hành Tesla và SpaceX. Lãnh đạo Chechnya cũng tuyên bố rằng chiếc Tesla Cybertruck đã được gửi đến tiền tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, nơi nó thể hiện khả năng cơ động và bảo vệ tốt cho các binh sĩ, cũng như có màn thể hiện xuất sắc trên chiến trường. Theo ông Kadyrov, chiếc xe sau khi bị vô hiệu hóa đã được kéo về. Ông Kadyrov đặt câu hỏi, tại sao vậy ông Elon? Tesla Cybertruck là một chiếc xe điện được cách điệu hóa với bề ngoài tương đối mạnh mẽ, mặc dù nó chưa bao giờ được thiết kế để sử dụng cho mục đích quân sự. Chiếc xe này có sẵn trên thị trường với giá khởi điểm hơn 200.000 đô la Mỹ. Đoạn video được đăng tải đã làm dấy lên nhiều cáo buộc nhằm vào ông Musk, đầu tiên là ở Ukraine và sau là ở Mỹ. Chuyên gia chính trị người Mỹ Seth Abramson tuyên bố rằng ông Musk đang công khai làm việc chống lại Mỹ. Ông Elon Musk đáp lại bằng cách nói rằng lời buộc tội nhằm vào ông là một ví dụ khác về mức độ dối trá của các phương tiện truyền thông. Ông cũng kịch liệt phủ nhận việc tặng một chiếc cyber truck cho một tướng lĩnh Nga. Cộng hòa Chechnya là khu vực gồm phần lớn người Hồi giáo, mặc dù vẫn là một phần của Liên bang Nga, song Cộng hòa Chechnya đã được Moscow trao nhiều quyền tự trị. Ông Kadyrov là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch quân sự tại Ukraine. Tháng 9 năm 2022, ông Kadyrov thông báo Cộng hòa Chechnya đã thành lập lực lượng đặc nhiệm Omon Akhmat 1 chuyên để phục vụ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Lực lượng này gồm hàng nghìn binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ. Đặc nhiệm Chechnya đã triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga. Đích thân ông Kadyrov cũng nhiều lần tới tiền tuyến ở Ukraine. Vào tháng 5, ông Kadyrov cho biết 43.500 binh sĩ Chechnya đã tới Ukraine tham chiến. Trong những tháng gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào các sân bay, nhà máy quân sự, và nhà máy lọc dầu trong lãnh thổ Nga, sử dụng vũ khí tự chế, chủ yếu là máy bay không người lái. Các lực lượng Ukraine đang gây sức ép với các đồng minh phương Tây, buộc họ nới lỏng phạm vi sử dụng các loại vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào Nga. Trước diễn biến trên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định, nếu lực lượng Kiev có đủ cơ sở vật chất, khả năng và thẩm quyền để tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, tấn công hàng loạt mục tiêu hậu cần và hỗ trợ bên trong nước Nga có thể tác động đến các hoạt động tấn công trên toàn bộ chiến trường Ukraine. Báo cáo có đoạn, những cuộc tấn công liên tiếp vào các kho đạn dược trên lãnh thổ Nga gây ra thiệt hại giống như cuộc tấn công ở Toropets, vùng Tiver, có thể buộc Bộ Chỉ huy quân sự Nga phải đưa ra quyết định tương tự để tổ chức lại và phân tán các hệ thống hỗ trợ và hậu cần ở trong lãnh thổ của mình để giảm thiểu hậu quả của các đoàn tập kích như vậy. Lực lượng Moscow có thể không giải quyết được các điểm yếu tại nhiều căn cứ hậu cần ở Nga việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các hệ thống phương Tây và phát triển hơn nữa khả năng tấn công tầm xa của riêng Ukraine có thể cho phép Kiev khai thác hiệu quả hơn các điểm yếu như vậy của Nga. Trong diễn biến có liên quan, báo ABC Ukraine dẫn phát biểu của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tại sự kiện của Quỹ Marshall ở Bruxelles, Bỉ, cho rằng khả năng đạt được hòa bình giữa Ukraine và Nga phụ thuộc trực tiếp vào việc tăng nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev. Theo ông, sức mạnh quân sự là điều kiện cần thiết cho đối thoại vì đàm phán chỉ có hiệu quả khi có được một nền quốc phòng vững mạnh làm chỗ dựa. Cho rằng cách nhanh nhất để chấm dứt xung đột ở Ukraine là thua cuộc, nhưng trong trường hợp đó, nó không phải là hòa bình. Tổng thư ký NATO nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu của mình trong kế hoạch quân sự. Do đó, ông sẽ tiếp tục và chờ đợi phương Tây. Người đứng đầu NATO nói rõ, nghịch lý là chúng ta càng có thể cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine thì khả năng chúng ta đạt được hòa bình và chấm dứt xung đột càng cao sự hỗ trợ quân sự lâu dài của chúng ta càng đáng tin cậy thì xung đột sẽ kết thúc càng sớm. Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của NATO khẳng định, Kiev sẽ gia nhập liên minh quân sự này và không có an ninh bền vững cho châu Âu nếu thiếu một Ukraine ổn định và an toàn. Tờ Rossiyskaya Gazeta của Nga đưa tin hình ảnh về một binh sĩ Ukraine bị sát hại bởi thanh kiếm có dòng chữ Vikus đang làm rúng động Ukraine những ngày qua. Trong bối cảnh Kiev đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Kursk của Nga. Đáng lưu ý, một số bức ảnh khác về nạn nhân được công bố sau vụ việc đã dẫn tới một phát hiện bất ngờ. Thanh kiếm vì Kursk cũng chính là thanh kiếm mà người binh sĩ này từng cầm để tạo dáng trong các dịp chụp chung với đồng đội. Theo tờ báo Nga, đây không phải là trường hợp đầu tiên quân nhân Ukraine mang các loại vũ khí hoặc dụng cụ đặc trưng của thời Trung Cổ ra mặt trận. Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Akhra Avizba, chỉ huy lữ đoàn Pianaska của Nga, cũng đã công bố một phát hiện khó ngờ khi lực lượng Nga đã tìm thấy một dụng cụ lạ trông giống như thanh sắt đóng dấu nung thời Trung Cổ trong trang bị của một binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu ở Kursk sau cuộc tấn công của pháo binh Nga. Hình ảnh được cung cấp cho TASS tiết lộ dụng cụ này có phần mặt con dấu được thiết kế giống quốc huy của Ukraine. Phóng viên chiến trường Nga Alexander Kos sau đó cũng đưa tin về một phát hiện tương tự. Phía Ukraine, tạp chí Focus cho biết hiện trường vụ việc được cho là xảy ra ở thành phố Novogorodoka, Quận Pokrovsk, một trong những mặt trận nóng nhất ở miền đông Ukraine hiện nay. Theo tờ Ukrainska Pravda của Ukraine, hiện các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine đang tiến hành điều tra vụ việc. Văn phòng công tố OGP khu vực Donetsk cho biết một vụ án hình sự đã được mở và quá trình điều tra sơ bộ đang diễn ra. Phạm vi điều tra được tiến hành tại các khu vực Donetsk và Luhansk do các điều tra viên đến từ Tổng cục An ninh Ukraine phụ trách. OGP lưu ý rằng hoạt động điều tra và tìm kiếm manh mối liên quan đang khẩn cấp được tiến hành. Trong khuôn khổ thủ tục tố tụng hình sự, các chỉ thị và yêu cầu đã được gửi tới tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan. Nói với Telegraph, các quan chức Ukraine lần nữa nhấn mạnh rằng cuộc điều tra khẩn cấp đang được tiến hành. Vụ việc được dự đoán sẽ làm tăng thêm áp lực và khó khăn cho các binh sĩ Ukraine khi tình hình chiến sự ở Pokrovsk đang rất căng thẳng. Lực lượng Nga đã liên tục tiến về Pokrovsk và hiện chỉ cách thành phố này vài km. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak đã cảnh báo Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Shitsky phải tuân thủ chính xác mọi mệnh lệnh từ Tổng thống Zelensky và ông Yermak nếu không sẽ phải từ chức. Theo kênh Telegram Legitimny của Ukraine, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak đã cảnh báo Tướng Shitsky phải tuân thủ chính xác mọi mệnh lệnh từ Tổng thống Zelensky và ông nếu không sẽ phải từ chức. Ông Yermak yêu cầu Tướng Shitsky phải tạo nền tảng thông tin tốt trong thời gian ông Zelensky thăm Mỹ bằng cách chuyển sang tấn công theo hướng Pokrovsk hoặc Kursk. Văn phòng Tổng thống không quan tâm đến phương tiện sử dụng để thực hiện nhiệm vụ này. Ngoài ra, tướng Sitsky còn phải đáp ứng một số điều kiện khác để giữ chức vụ. Kênh Telegram nhấn mạnh, tốt nhất ngay bây giờ, tướng Sitsky cần tích cực tấn công hoặc ít nhất là giữ vững những gì mình có. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng của mình vào tuần tới tại Mỹ trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga vẫn đang tiếp diễn. Ông Zelensky thảo luận kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong khuôn khổ các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, UNGA. Theo những thông tin ban đầu, kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky gồm 4 điểm chính và sẽ cần một điểm bổ sung sau khi xung đột kết thúc. 4 điểm này bao gồm an ninh, vị thế địa chính trị của Ukraine, sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ từ phương Tây và hỗ trợ kinh tế cần thiết cho tái thiết đất nước. Điểm bổ sung sau xung đột tuy chưa được chi tiết hóa nhưng được cho là liên quan đến các vấn đề hậu chiến như việc Ukraine cần thiết lập các cơ chế quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình. Nhận định về kế hoạch chiến thắng trên của Ukraine, ông Ivan Saframchuk, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á-Âu tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow, MGIMO, cho rằng kế hoạch này của Kiev có thể không đạt được kết quả như mong đợi. Ông Safranchuk lập luận rằng một số điểm trong kế hoạch của Tổng thống Zelensky, chẳng hạn như yêu cầu Nga phải tham gia vào các cuộc đàm phán hoặc gia tăng áp lực lên các quốc gia ở khu vực Nam Bán Cầu đã cho thấy những dấu hiệu thất bại. Chuyên gia Safran còn nhận định, phương Tây có thể đã bắt đầu tính đến khả năng Nga sẽ giành ưu thế hoặc ít nhất là giữ thế thượng phong trong cuộc xung đột này. Về phần mình, ông Konstantin Zatulin, phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, với các vấn đề CIS, cộng đồng các quốc gia độc lập, cũng đồng tình với quan điểm của chuyên gia Safran Ông cho rằng, việc nhà lãnh đạo Ukraine trình bày kế hoạch này Tại UNGA, một tổ chức mà bản thân Liên Hợp Quốc đã không có tác động rõ rệt trong việc giải quyết cuộc xung đột, là một lựa chọn không hợp lý. Mặc dù Ukraine đã kiên quyết phản đối đóng băng xung đột hoặc chấp nhận một kịch bản nhượng bộ, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ và phương Tây có hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của Tổng thống Zelensky hay không. Theo chuyên gia Safranjuk, một trong những lo ngại của phương Tây là cuộc xung đột có thể kết thúc theo hướng có lợi cho Nga. Điều này có thể dẫn đến những thay đổi trong cách phương Tây tiếp cận vấn đề. Đặc biệt là trong bối cảnh họ phải cân nhắc các kịch bản hậu chiến. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Tổng thống Zelensky có lý do để kỳ vọng vào sự ủng hộ từ Washington. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ, đặc biệt là về mặt quân sự và kinh tế, đã và đang là nguồn lực quan trọng cho Ukraine trong cuộc xung đột này. Vừa qua, Mỹ đã tổ chức một cuộc diễn tập hải quân mang tên Pacific Dragon 2024 đáng chú ý trong sự kiện, Hải quân Hoa Kỳ đã lần đầu tiên thực hiện vụ phóng tên lửa phòng không rim 161 Standard Missile SM 3 SM-3 từ bệ phóng MK-70, có hình dáng như một container chở hàng thông thường. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu đạn đạo IAMDT thế hệ mới nhất dùng để mô phỏng tên lửa liên lục địa siêu thanh. Theo thông báo từ Hải quân Mỹ, bệ phóng MK-70 là phiên bản có dạng container của hệ thống phóng thẳng đứng MK-41 tiêu chuẩn có thể chứa tới 4 tên lửa trong một cụm ống phóng. Những bệ phóng dạng container như vậy có thể được vận chuyển trên xe tải, xe lửa, tàu thủy và được triển khai trên bong tàu hoặc trên đất liền. Chúng có mức độ ngụy trang cao, khiến đối phương rất khó nắm bắt. Cơ cấu phóng tên lửa đặc biệt nói trên đã được chứng minh thêm một lần nữa vào năm 2022 khi một khẩu đội được triển khai ở châu Âu. Lần này là với container MK70 được gắn trên xe tải Remi thuộc thành phần hệ thống Typhoon bệ phóng MK70 có thể bắt đầu được phát triển từ năm 2019 khi cuộc thử nghiệm hỏa lực mặt đất đầu tiên đối với tên lửa RIM 174 SM6 được tiến hành. Hệ thống này được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông vào năm 2021 trong buổi bắn đạn thật của tàu USV Ranger. Sang tới năm 2023, hệ thống phóng tên lửa cơ động đặc biệt này lại được thử nghiệm trên chiếc LCS-28 mang tên USS Savannah. Đây là một tàu chiến ven biển love independent của hải quân Mỹ. Những bệ phóng dạng container nói trên theo nhận xét sẽ mang lại tính linh hoạt cao và mức độ bí mật cho hải quân Mỹ khi phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt sẽ gây bất ngờ cho đối phương bởi ít ai ngờ tên lửa tối tân lại xuất hiện bất thình lình. Về tên lửa SM3, đây là vũ khí đánh chặn ngoài khí quyển có nhiệm vụ tiêu diệt tên lửa đạn đạo đối phương trong pha giữa khi mục tiêu bay hành trình trên không gian, khi đạt độ cao phù hợp, SM3 sẽ phóng ra phương tiện tiêu diệt sử dụng lực đâm va để hạ mục tiêu thay vì mang đầu nổ phá mảnh như tên lửa đánh chặn thông thường. Phiên bản SM3 Block Iia mới nhất được thiết kế để đối phó tên lửa đạn đạo tầm trung, lấp khoảng trống giữa các tổ hợp phòng thủ tên lửa pha cuối như Patriot và THAAD. Tên lửa SM3 có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 1.200 km và độ cao 100 km. Tài liệu ngân sách của Hải quân Mỹ năm 2021 cho thấy mỗi quả đạn SM3 Block IB có giá ước tính gần 12 triệu đô la Mỹ trong khi biến thể Block EEA hiện đại nhất có giá lên tới 36 triệu đô la Mỹ, chưa tính chi phí bảo dưỡng và nâng cấp. Một báo cáo của Quốc hội Mỹ hồi tháng 8 nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang ở mức báo động đỏ, song quân đội nước này dường như chưa sẵn sàng cho điều đó. Defense News cho biết, cứ mỗi 4 năm, Quốc hội Mỹ lại thành lập một nhóm chuyên gia độc lập đến từ cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa để đánh giá chiến lược quốc phòng của xứ cờ hoa họ đảm nhiệm tổng hợp và phân tích số liệu cùng với trao đổi với các nhà lập pháp trong nước, giới chức Nhà Trắng và Lầu Nam Góc cũng như đồng minh và đối tác của Mỹ. Báo cáo mới nhất dài gần 100 trang của nhóm này nêu lên quan ngại rằng Mỹ đã chuẩn bị lần cuối cho một cuộc xung đột quy mô lớn kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng hiện nay thì không như vậy. Trong phiên điều trần tại Quốc hội vừa qua, người đứng đầu Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Hoa Kỳ, bà Jane Kirkman đã có phát biểu Ukraine đang đổi mới công nghệ và khái niệm quân sự với tốc độ nhanh hơn nhiều so với chính phủ Mỹ. Bà Jane Gagman nói rõ, cần phải kích thích sự thay đổi. Ukraine và Nga đang đổi mới liên tục trong xung đột. Họ chỉ mất vài tuần, chứ không phải hàng năm. Tôi đã ở Kiev vào tuần trước. Trước đó tôi đã đến vào tháng 4 và tận mắt chứng kiến những thay đổi đó. Nếu Bộ Quốc phòng Mỹ không thể hành động với tốc độ và quy mô tương tự, thì chúng ta sẽ tụt lại. Bà Jane Gagman cũng nhấn mạnh trong phiên điều trần, đó là không thể tài trợ cho các dự án chưa chứng tỏ được giá trị đáng kể. Bà Các lấy Ukraine như một ví dụ điển hình về việc thích nghi nhanh chóng với thời cuộc và tối ưu nguồn vốn trong ngành công nghiệp quốc phòng. Chúng ta chỉ cần hỏi Ukraine có thể dạy những gì và Kyiv sẽ hướng dẫn cách chế tạo một chiếc máy bay không người lái với giá chỉ 350 đô la Mỹ. Các diễn giả tại phiên điều trần cũng lưu ý rằng Washington phải khởi động chương trình đầu tư nhiều năm vào nền tảng công nghiệp và an ninh quốc gia của mình. Bên cạnh đó cần điều chỉnh ưu tiên và sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn được phân bổ. Báo cáo cùng với các khuyến nghị nêu trên, Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Hoa Kỳ cũng nhận định rằng một số hoạt động nghiên cứu và phát triển trong hệ thống mua sắm cũng như văn hóa tránh rủi ro quá mức đã trở nên lỗi thời trong môi trường chiến lược ngày nay. Phó đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Maxim Bujakevic cho biết 2 phần 3 tổng số xe tăng Abrams được Mỹ chuyển giao cho Ukraine đã bị phá hủy. Ông Maxim Bujakevic nói, vấn đề này trở nên đặc biệt khi thiết bị quân sự của NATO bị thổi phồng dưới áp lực vũ khí Nga. Trên thực tế, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine hiếm khi sử dụng chúng trong chiến đấu. Nhà ngoại giao Nga thông tin thêm, Mỹ và đồng minh mở rộng cuộc thảo luận về triển vọng sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao để tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga khi không đạt mục tiêu bằng những biện pháp khác. Mùa thu năm ngoái, Mỹ đã gửi cho Ukraine 31 chiếc Abrams cũ và chúng được đưa vào biên chế lữ đoàn cơ giới 47 dày dặn kinh nghiệm chiến đấu của nước này. Tuy nhiên, Abrams vẫn rất dễ bị tổn thương trước nhiều mối đe dọa từ Nga, đặc biệt là máy bay không người lái cỡ nhỏ gắn thuốc nổ. Xe tăng Abrams được đánh giá cao, nhưng phiên bản viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ dễ bị phá hủy. Gustav Gressen, một chuyên gia quân sự tại hội đồng quan hệ đối ngoại châu âu ecfr có trụ sở tại đức từng nói về việc xe tăng abrams dễ bị tổn thương thế nào trong xung đột nga ukraine ông gressen cho biết sự phát triển liên tục của các loại uav trong cuộc xung đột đã và đang làm thay đổi đáng kể mối đe dọa mà xe tăng abrams phải đối mặt chuyên gia này cho rằng khi các uav ngày càng trở nên tiên tiến lớp giáp bảo vệ truyền thống của abrams có thể không đủ để chống chọi các cuộc tấn công chính xác, khiến nguy cơ các siêu tăng bị phá hủy tăng cao. Được biết, các nước phương Tây đã tăng cường viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự tại Ukraine. Nga tin việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở giải pháp hòa bình và dẫn đến sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột. Quan chức Nga cảnh báo bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp đối với cuộc tấn công của Nga. Đến nay, Mỹ và 10 nước bật đèn xanh cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Hồi tháng 5, Hội đồng nghị viện NATO thông qua tuyên bố kêu gọi các quốc gia NATO ủng hộ quyền quốc tế của Ukraine để tự bảo vệ mình bằng cách dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công mục tiêu ở Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg giải thích đây là hành động tự vệ nhằm đáp trả những bước tiến của quân đội Nga ở hướng Kharkov trong thời gian gần đây. Tuyên bố cũng kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí quan trọng cho Ukraine. Đáng chú ý, một số thành viên NATO cũng đang bí mật thảo luận về kịch bản triển khai huấn luyện quân sự hoặc nhà thầu đến Ukraine để huấn luyện cho binh sĩ và hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí. The Guardian đưa tin, hơn 100 cựu quan chức Đảng Cộng hòa Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ bà Kamala Harris làm Tổng thống và nói rằng ông Donald Trump không đủ năng lực để phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Cụ thể, trong những tuần gần đây, một số ít đảng viên Đảng Cộng hòa đã quay lưng lại với ông Trump để ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris. Sự ủng hộ đối với bà Harris được các cựu quan chức chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Đảng Cộng hòa thảo trong một bức thư chung. Trong bức thư, các cựu quan chức Đảng Cộng hòa bày tỏ, mặc dù không đồng tình với bà Harris trong nhiều vấn đề chính sách đối nội lẫn đối ngoại, song các cựu quan chức Đảng Cộng hòa tin rằng vị đương kim phó tổng thống sở hữu những phẩm chất cần thiết để kế nhiệm tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo đó, họ phản đối quyết liệt chiến dịch của ông Donald Trump. Với tư cách tổng thống, ông ấy thúc đẩy sự hỗn loạn trong chính phủ, ca ngợi kẻ thù, làm suy yếu mối quan hệ với các đồng minh, chính trị hóa quân đội, hạ thấp giá trị các cựu chiến binh, ưu tiên lợi ích cá nhân hơn lợi ích của người Mỹ và đi ngược lại các giá trị của quốc gia. Nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa đang phục vụ trong Quốc hội Mỹ và một số cựu quan chức từng phục vụ dưới thời ông Donald Trump cũng đã tham gia ký tên vào bức thư thể hiện sự ủng hộ cho Phó Tổng thống Harris. Trong khi đó, tình hình xung đột Nga-Ukraine cũng thêm rối ren khi tờ Rossiyskaya Gazeta của Nga mới đây đưa tin hình ảnh về một binh sĩ Ukraine bị đâm chết bởi thanh kiếm có dòng chữ Vikus đang làm rúng động Ukraine những ngày qua. Đáng lưu ý, một số bức ảnh khác về nạn nhân được công bố sau vụ việc đã dẫn tới một phát hiện bất ngờ. Thanh kiếm Vikus cũng chính là thanh kiếm mà người lính này từng cầm để tạo dáng Trong các clip chụp chung với đồng đội. Theo tờ báo Nga, đây không phải là trường hợp đầu tiên binh sĩ Ukraine mang các loại vũ khí hoặc dụng cụ đặc trưng của thời Trung Cổ ra mặt trận. Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Akra Avizba, chỉ huy lữ đoàn Piasnaska của Nga công bố một phát hiện khó ngờ. Khi lực lượng Nga đã tìm thấy một dụng cụ lạ, trông giống như thanh sắt đóng dấu nung thời Trung Cổ trong trang bị của một binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu ở Kursk sau cuộc tấn công của pháo binh Nga. Hình ảnh được cung cấp cho TASS cho thấy dụng cụ này có phần mặt con dấu được thiết kế giống quốc huy của Ukraine. Vụ việc binh sĩ Ukraine bị đâm chết bằng kiếm đang thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh Kiev đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Kursk của Nga. Tạp chí Focus của Ukraine cho biết hiện trường vụ việc được cho là xảy ra ở thành phố Novogorodoka, quận Pokrovsk, một trong những mặt trận nóng nhất ở miền đông Ukraine hiện nay. Theo tờ Ukrainska Pravda của Ukraine, hiện các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine đang tiến hành điều tra vụ việc. Văn phòng công tố OGP khu vực Donetsk cho biết, một vụ án hình sự đã được mở và quá trình điều tra sơ bộ đang diễn ra. Phạm vi điều tra được tiến hành tại các khu vực Donetsk và Lugansk do các điều tra viên đến từ Tổng cục An ninh Ukraine phụ trách. Theo tờ Telegraph của Anh, nhà chức trách Kiev hiện vẫn chưa thể xác định chính xác ở đâu và khi nào binh sĩ này bị sát hại và cũng không công bố danh tính của nạn nhân. Tờ báo Anh cũng cho hay họ không thể độc lập xác minh các bức ảnh được lan truyền trên Internet. Vụ việc được dự đoán sẽ làm tăng thêm áp lực và khó khăn cho các binh sĩ Ukraine khi tình hình chiến sự ở Pokrovsk đang rất căng thẳng. Vừa qua, không quân Mỹ đã lần đầu tiên đăng tải video cho thấy họ đang thử nghiệm oanh tạc cơ B-21 Rider. Thước phim đã ghi lại hình ảnh chiếc B-21 Rider tăng tốc rồi cất cánh từ đường băng ở căn cứ không quân Edwards tại bang California. Video sau đó chuyển sang cảnh chiếc B-21 hạ cánh, không có hình ảnh phi cơ bay trên trời không quân Mỹ cho biết, bay thử là bước quan trọng trong chương trình thử nghiệm, khẳng định dòng B21 có khả năng sống sót cao, đủ sức vượt qua lưới phòng không và tập kích mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, giúp Washington cùng đồng minh chống lại các hành động gây hấn và tấn công chiến lược. B21 Raider là máy bay ném bom mới đầu tiên của Mỹ trong hơn 30 năm. Tuy nhiên, hầu hết mọi khía cạnh của chương trình phát triển B21 Raider đều được giữ kín. Hồi tháng 12 năm 2022, B21 Raider chính thức được trình làng sau nhiều năm bí mật phát triển, theo AP, sự kiện ra mắt B21 Raider diễn ra tại nhà máy 42 của Không quân Mỹ ở Pamdan và được kiểm soát chặt chẽ. Trong lễ ra mắt chiếc oanh tạc cơ này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin, cũng đã mạnh mẽ tuyên bố không có máy bay ném bom nào sánh kịp với B21 Raider về tầm bắn. Máy bay này không cần phải hiện diện tại chiến trường và không cần hỗ trợ nhưng vẫn khiến bất kỳ mục tiêu nào có thể gặp rủi ro. Các radar của hệ thống phòng không tiên tiến sẽ khó phát hiện được B-21 Rider. B-21 Rider còn có biệt danh là sát thủ tàng hình. Là mẫu máy bay ném bom đầu tiên được Mỹ ra mắt kể từ thập niên 1980, thời điểm dòng B-2 Spirit được đưa vào biên chế không quân nước này. Nhà sản xuất và nghiên cứu Northrop Grumman từng tuyên bố đây là oanh tạc cơ tàng hình thế hệ 6 đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới. B-21 Rider có chiều dài 20m, chiều cao 5m, sải cánh 50m, trọng lượng cất cánh tối đa 170 tấn tốc độ hành trình 750 km h tốc độ tối đa 999 km h trần bay 15.000 m. Dù tính năng chưa được tiết lộ nhiều, nhưng B21 nhiều khả năng được tích hợp công nghệ tàng hình tối tân nhờ phủ lớp polymer sử dụng công nghệ tiên tiến trên bề mặt vỏ máy bay. Ngoài ra, nó còn có khả năng hoạt động tầm xa, mang theo nhiều loại vũ khí và có thể sẽ có năng lực tự động hóa. Ngoài việc mang nhiều bom đạn, B21 Rider được cho là anh tạc cơ thông minh về cảm biến, có thể kết nối mạng và năng lực hợp nhất dữ liệu cùng khả năng phát động chiến tranh điện tử cũng như trinh sát. Theo Northrop Grumman, chiếc B-21 Raider được phát triển tương đối nhanh chóng. Họ chỉ cần 7 năm để cho ra mắt loại oanh tạc cơ này, trong khi các chương trình máy bay chiến đấu và tàu chiến mới khác cần tới hàng thập kỷ. Tính tới năm 2023, có 6 chiếc B-21 Raider đã được sản xuất với chi phí khoảng 700 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc. B-21 Raider được coi là một phần trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm hiện đại hóa ba thành phần của bộ ba hạt nhân bao gồm tên lửa đạn đạo hạt nhân phóng từ hầm chứa đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược mang theo vũ khí hạt nhân